Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Đô. Và ở thời điểm này, khi các bạn mua xe tải D8 của Đồng Vàng thì các bạn sẽ tiết kiệm được lên gần 40 triệu. Và ngày hôm nay ở trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phiên bản cao cấp của AutoTrader của chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ giải thích tại sao ở thời điểm này tôi lại nói rằng là mua xe tải D8 các bạn sẽ tiết kiệm được lên tới gần 40 triệu đồng các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại nội dung chính của video. Bây giờ thì tôi sẽ giải thích luôn về cái khuyến mại ở thời điểm này, tại sao tôi lại nói là các bạn mua xe D8 các bạn sẽ tiết kiệm được là lên tới gần 40 triệu. Bởi vì làm sao? Bởi vì hiện tại nó đang có hai gói chương trình. Chương trình thứ nhất là do bên AutoTrader của chúng tôi tri ân khách hàng và chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên. Và gói quà tặng đó thì sẽ bao gồm là tặng 100% lệ phí trước bạ tương ứng với 7 triệu đồng và một gói nội thất trị giá tổng toàn bộ lên tới 12 triệu đồng các bạn nhé. Cực kỳ hấp dẫn. Nếu các bạn quy đổi ra giá trị thì chúng tôi sẽ quy đổi cho các bạn ra giá trị xe để các bạn có thể trừ vào. Và đối với cái chương trình thứ hai, đó chính là chương trình đến từ nhà nước các bạn nhé. Trong năm 2023 này thì nhà nước cũng cho chúng ta hai chương trình. Chương trình thứ nhất đó chính là giảm cái thuế VAT, giảm 2% là từ 10% xuống 8%. Vì thế cho nên là khi chúng ta mua xe và xuất hóa đơn xe ra, chúng ta sẽ được giảm 2% thuế VAT. Và cái chương trình thứ hai nữa là giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho các dòng xe tải lắp ráp ở trong nước. Và D8 thì cũng là một trong những cái dòng xe tải nhập khẩu linh kiện và lắp ráp ở trong nước. Cho nên là D8 cũng sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Đó, và với xe tải thì thuế trước bạ là 2% và giảm 50%, như vậy là chúng ta chỉ cần đóng 1% thuế trước bạ. Đó, tính tổng với hai gói khuyến mại đó thì 3721 là các bạn đã tiết kiệm được 21 triệu rồi. Và trong khi là bây giờ đã là tháng 10, cuối tháng 10 của năm 2023 rồi và chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm 2024. Như vậy là khi nếu các bạn đầu tư đặt cọc xe tải D8 trong năm 2023 này, các bạn sẽ được gói quà tặng của chúng tôi cộng thêm gói ưu đãi của nhà nước trong 2 tháng nữa là các bạn sẽ tiết kiệm lên tới gần 40 triệu đồng về giá xe các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về hai phiên bản thùng cao cấp của chúng tôi. Đến với AutoTrader của chúng tôi luôn luôn đưa ra nhiều cái phương án lựa chọn cho các bạn, từ những cái phiên bản thùng cơ bản đủ để đáp ứng các bạn có thể chở đủ tải hoặc quá tải khoảng độ 1 cho đến 2 tấn, các bạn chở lên 10 tấn là ok. Đấy là với phiên bản thùng cơ bản thì giá thành cũng sẽ rẻ hơn các bạn nhé. Và tiếp theo chúng tôi sẽ nâng cấp lên những cái phiên bản cao cấp hơn, đó là gồm cả phiên bản thùng bạt cao cấp này và thùng kín cao cấp. Thùng bạt cao cấp của chúng tôi thì tôi đã giới thiệu ở rất nhiều video, tôi sẽ nhắc qua một số cái điểm để các bạn có thể phân biệt nhé. Thứ nhất là về sàn sẽ có hai sàn, một sàn thép một sàn gỗ. Dầm thì sẽ có lên tới 18 dầm đan xen lẫn nhau, cả dầm thép lẫn dầm gỗ, và khẩu độ giữa hai cái dầm chỉ là 35 phân. Đó, tiếp theo đó là các cột ở trên thùng, tổng ở 4 vị trí mấu chốt sẽ có 8 cột. Thì chúng tôi sử dụng 100% cột là cột u đúc với kích thước là 120. Đó. Và tiếp theo nữa đó chính là toàn bộ hệ thống bọc bửng và bọc vách ở trên, chúng tôi đều sử dụng inox với độ dày là 0,8 ni. Khung xương ở bên trong thì chúng tôi sẽ đan vuông góc với nhau với khung xương sắt hộp độ dày là 40x40. Đó. Tiếp theo nữa đó là về cái hệ thống sắt xô của xe. Thì với hệ thống sắt xô ở xe với phiên bản thùng cao cấp với 4 vị trí cột, chúng tôi sẽ sử dụng 4 vị trí sắt xô là sắt xô U uốn với là kích thước là U8 để giúp cho cái thùng của các bạn nó sẽ chống vặn xoắn chửa thùng tốt hơn. Đó. Và cuối cùng đó là phần hệ thống bo sàn. Với hệ thống bo sàn ở phần cái phiên bản thường thì chúng tôi sẽ làm bọc inox ở trong là thép để cho nó tăng cái độ thẩm mỹ và cái khối lượng của vật liệu nó cũng sẽ nhẹ hơn nên sẽ lợi tải. Nhưng đối với cái phiên bản cao cấp thì chúng tôi sẽ sử dụng 100% cái bo sàn này là sàn inox và dày là lên tới 3 ly. Và cái bo sàn này là bo sàn chuẩn 100%, không bọc gì các bạn nhé. Cho nên là nó sẽ rất dày, rất chắc, nó sẽ chống cho cái thùng của các bạn nó sẽ không bị vặn, không bị chửa các bạn nhé. Đó. Và bên tay phải tôi đây là một phiên bản có lẽ là mới mẻ nhất trong cái video này, đó chính là chiếc xe Đồng Vàng D8 với cái phiên bản thùng kín. Với cái phiên bản thùng kín bình thường thì các bạn có thể dễ dàng hình dung đó là kết cấu bên ngoài của nó thì sẽ chỉ là có vỏ bọc inox thôi, và ở bên trong thì sẽ là khung xương sắt hộp. Thế nhưng đây là một phiên bản thùng mà có lẽ là chỉ có Tây Đô của chúng tôi mới ra phiếu được, đó là phiên bản thùng container. Đó, và chất liệu của thùng thì là 100% sử dụng thép, và cái thân vỏ ở bên ngoài nó sẽ dày lên tới 1,8 ly, và chúng tôi sẽ làm với kết cấu dập sóng tăng cái độ cứng cho thùng các bạn nhé. Với cái kết cấu thùng cao cấp này, sử dụng thùng dạng thùng container độ dày siêu khủng, thì các bạn hoàn toàn có thể chở những mặt hàng nặng ở trên này. Và cũng khẳng định với các bạn luôn, vì là thùng thép 100% nên chúng tôi sử dụng toàn bộ các cái kết cấu này, chi tiết chúng tôi hàn bằng hàn công nghệ cao, cho nên là về cái độ chống thấm này, chống nước mưa vào nó là 100% luôn, thì nó không như thùng kín các bạn nhé. Thùng kín thì sẽ có một vài chỗ đi keo, thì sau thời gian cái keo nó có thể bong ra và nước vẫn vào được,
Nhưng cái thùng này thì 100% chỉ trừ đến lúc hỏng hẳn thùng thì nước nó mới vào được thôi. Và như các bạn thấy này, với cái chiều dài thùng ở đây chúng tôi ra được phiếu là dài lên tới 6m3, rộng là 2m2 và cao là 2m1. Thì các bạn sẽ có tổng thể tích khoang hàng lên tới là 24 khối hàng. Đó. Và cái thùng này thì các bạn chở hàng tha hồ rồi, bởi vì nó rất là chắc chắn. Đó, chỉ có một cái nhược điểm duy nhất ở trên cái phiên bản thùng dày dặn, đó chính là khi mà cái thùng nó dày thì tự trọng của xe nó tăng lên thì tải trọng nó sẽ bị giảm một chút. Thế nhưng đấy không phải là một vấn đề lớn, bởi vì ở Việt Nam của chúng ta khi mà đã quá tải thì chúng ta quá tải lên vài tấn hoặc là 10 tấn chứ không bao giờ chúng ta quá tải lên vài tạ. Thế cho nên là về cái phần tải trọng nó bị hụt đi vài trăm cân thì nó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nên các bác tài hoàn toàn yên tâm khi mà các bạn mua cái sản phẩm này về, các bạn chở cõng tải lên khoảng độ 12 cho đến 15 tấn nó là thoải mái các bác tài nhá. Hai phiên bản thùng của xe tải D8 ở đây là phiên bản thùng cao cấp dành cho những khách hàng nào muốn chở tải nặng các bạn nhá. Muốn chở tải nặng thì hãy mua những phiên bản này của bên mình. Và các bạn có nhu cầu đầu tư về hai dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với mình để mình tư vấn cụ thể hơn. Và các bạn hãy lưu ý rằng là chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ hết toàn bộ các chương trình khuyến mại, kể cả từ đại lý cho đến lẫn nhà nước các bạn nhé. Và mua ở thời điểm này các bạn sẽ tiết kiệm lên tới gần 40 triệu đồng các bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.